Và chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 trong trận đấu thứ nhất. Glixxiang hay Egypt là quân của thành viên bên phía team Liên Quân. Còn đây là Persian trong tay của Nông 1. Có hai voi từ đầu và chơi một bài tàu khựa ngay từ đầu luôn. Khá đẹp, cẩn thận chết dân. Vẫn chết dân thứ tư đúng là tù vãi chảy, nhưng không sao, đã thành công. Vơ 5/8. Màn hình máy của Vơ trận đấu này anh được cầm Egypt rồi. Nghe là Phonician. Ôi, quân đẹp thế nhở. Foper, Egypt và AC. Vâng, quân là tương đối mắc dành cho các thành viên của bên phía team Liên Quân trong trận đấu thứ hai. Có vẻ như ngày trở lại của Vơ là tương đối rực rỡ. Ngày hôm nay nếu như vâng, Vơ có nói với tôi rằng nếu như mà ngày hôm nay anh ấy thua trắng 3C thì anh sẽ giải nghệ tập 2. Ngay trở lại. Trở lại cái ăn hành 3C rồi giải nghệ luôn. Thực sự là cũng hơi tù. Vâng, hy vọng rằng sẽ điều đấy sẽ không xảy ra. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho GV. Đây là một trận đấu một quân của các thành viên phía team Liên Quân là đẹp hơn. Vâng, Chi Boy đang bảo với tôi rằng đây là một việc đấy không thể xảy ra, bởi vì nếu như thua 2C sẽ nghỉ ngay. Như vậy thì việc GV thua trắng 3C là không thể có, và V vẫn có thể V sẽ không giải nghệ và cũng vẫn có thể có được những trận đấu tiếp theo dành cho tất cả quý vị và các bạn. Vâng, màn hình máy đến từ game thủ GV. 4 heal đang được đưa về nhà chính của mình. Thao tác tay là rất mượt. Vâng, nếu như mà nói về thao tác tay của GV thì các bạn thấy độ lừa tình nó rất cao. Ai mà nhìn qua thì vẫn nghĩ rằng Vơ cũng một game thủ thuộc hàng cứng cựa. Nhưng mà thực tế là không phải. Các bạn thấy là thao tác tay thì đẹp đấy, nhưng mà độ hiệu quả nó thì... Vâng, trong hai trận đấu thì dường như chỉ số kin tổng của Vơ chỉ là khoảng 3 hay 4 vậy thôi. Vâng, tổng số kin trận đấu đầu tiên tôi nhớ là Vơ giết được đúng một con dân vô thường. Các game thủ về team Thái Bình quýt luôn. Còn trận đấu thứ hai tôi nhớ rằng giết được hai dân của vô thường thì sau đấy là... cũng lăn nó oảng, hình như tôi nhớ là tham 9 hay 10 gì đấy. Rồi chạy đâu cũng không biết, mất hình. Còn bây giờ đây là trận đấu thứ 3. Đây là một trận đấu mà anh được cầm Egypt ở phía bên trong cánh, thì liệu rằng Vơ sẽ thi đấu bài này như thế nào. Ngày xưa tôi có nhớ một trận mà UDB Handsome có GV. Thì GV có một bài cầm một bài từ quý chém. GV cầm Parmidan trong cánh đánh tương đối phũ phàng. Một bài cầm Parmidan đánh thẳng cung R. Khoảng 30-40 dân gì đấy của Pan. Các bạn có thể thấy độ phũ phàng từ GV nó như thế nào. Vâng, đánh Parmidan mà đến khoảng 40 dân thì nó cũng thực sự là ghê gớm. Nhưng sau khoảng độ 3-4-5 gì đấy không thi đấu và bây giờ GV trở lại, thì các bạn có thể thấy độ nặng nó như thế nào. Vâng, GV đang thể hiện được sức nặng của mình trong vai trò là một quả tạ. Ok. Vâng, N1 đang xin phép cân đôi. Vơ đang bảo rằng bài của anh là mắc ba lê. 7 phút 22 giây. Thế này kích 8 kiểu gì cũng thân. Hai ba trên 28. Vâng, một bài dâng lờ đến từ N1. Có lẽ chúng ta phải đến xem cái màn hình máy của N1 thôi. Chẳng lẽ các ông lại thích cứ xem VGV à? Trận này với ông Vơ ông đánh cung A, cung R anh em ơi. Trận này Vơ đánh cung R thì chắc là phải xem ông Vơ khoảng độ 14-15 phút thì mình xem ông Vơ ông đẩy quân. Chứ bây giờ ông chỉ ngồi vẽ ruộng với cả bao nhà thôi. Vâng, màn hình máy từ game thủ N1 gặp 9 đích công. Vâng, N1 thông báo là Seng chết. Nhưng mà tôi nghe quen rồi. Mấy lần thấy thông báo chết, lúc sau quay ra tham N1 còn là một chữ số. Màn hình máy từ N1 23/24. Bãi vàng ăn ở rất xa. Hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng N1. Em lấy nước lọc ạ. Cái gì? Hiện nay thì Game TV của chúng tôi đang phát kênh truyền hình trực tiếp trên 4 kênh sóng. Đó là GameTV.vn, Mobile TV, SCTV thể thao cũng như là kênh Sweep. Anh em có thể chọn cho mình một trong 4 kênh. Vâng, kênh Mobile TV với gói cước 3G của Viettel. Kênh SCTV với gói cước 3G của Vinaphone. Anh em hoàn toàn có thể xem những trận đấu đỉnh cao trên chiếc điện thoại smartphone của mình.
cuối tháng thì họ sẽ giữ lượng ít nhé trong đi. Vâng, lượng ít, lượng còn thấp mà ông vơ này, ông suốt ngày gạ kèo mình đánh xong rồi sẩu mình bực cả mình, là còn phải nộp phế cho trưởng phòng chứ. Đủ lương thì đã thấp rồi mà đủ các loại thứ phế thì anh em có thể hiểu được độ dã man đến từ GV là như nào. 24/28 gặp nhà của game thủ 9x công, một trận đấu mà 9x công là người cầm cái gì nhỉ, cầm xe à? Vâng, nghe qua thì nó mô bảo là cầm xe. Úi cái gì thế này, hiểu sao toàn một bay ở gió công nhà của game thủ 16. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, việc đánh ngựa giò là cực kỳ, phải cực kỳ tinh tế đấy nhá anh em ạ. Bởi vì con giò nó không tự chọc dân. Đấy, chứ anh em muốn đánh giò thì anh em phải có nhiều tay. Đấy, phải nhiều tay tự tự nó một đấy mới có thể chơi được. Bây giờ thì hai lạc đà đến. Thôi xong rồi. Vâng, một trận đấu đánh phải nói là rất sáng tạo đến từ game thủ nông một và nó đã thành công. Màu 6 đã mất khoảng độ 15 con nông dân trong tình huống này. Vào trong cánh thôi, một đây. Như vậy là cũng đã ok rồi. Vâng, giò chạy tứ tung. Đến với màn hình máy của game thủ Chip Boy. 28/32, chưa bánh xe. Hey, có vẻ như đang gặp khó khăn trước game thủ 18, game thủ Vô Thường. Vô Thường dạo gần đây đánh có vẻ tương đối hay chứ. Vâng, không chém được ai nhưng mà cũng không ai làm gì được Vô Thường. Vâng, màn hình máy từ game thủ nó 1 chém fit màu 6 luôn à. À không, đây là dân của game thủ 17, game thủ Truy Mạnh. Truy Mạnh chưa lên đời. 15 phút chưa lên đời. Một trận đấu lên đời siêu muộn đến từ Truy Mạnh. Hỏi sao ông này vẫn chém được. Gặp mình chắc mình chém được. Ai chả nâng chém 4 luôn. Rất phũ phàng đến từ game thủ nó 1. Một trận đấu mà nó 1 đang đánh rất bay. Khi ố bò hở. Rồi, cũng fit dân nhưng không sao. Một trận đấu mà game thủ nó 1 đánh là rất tốt. Cả hai game thủ 16/17, vâng, cánh này đã thông. Bây giờ Chip Boy thì cần vâng gãi thôi, hoặc là nếu như mà không thì đẩy sang cánh phía bên này chém công vào nốt vào nhà game thủ 15 là xong. Nhưng mà Chuyên Mạnh đi sai phải rất tốt đến từ game thủ màu 1, game thủ nông 1. Các bạn thấy không, sự trở lại đến từ GV. 3 trận đấu kim 3, trung bình ra mỗi trận đấu anh kim 1. Nhưng cái vấn đề là vẫn có được cái sự có cho mình một chiến thắng. Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Rất đơn giản thôi. Vâng, quan trọng là kết quả. Bây giờ con bò này em đưa cho chị.